cái bài về phân loại dây chuyền đúng không ạ? Chúng ta đã học được hiểu sơ qua về các phân loại. Chúng ta có hai loại phân loại, đó là phân loại theo cơ cấu lại sản phẩm và phân loại theo đặc tính của nhịp dây chuyền. Thì theo cơ cấu và loại sản phẩm thì tôi đã giới thiệu các em về các phương định nghĩa của nó rồi. Đúng không? Định nghĩa của nó đã nói rồi. Còn phân loại theo đặc tính của nhịp dây chuyền thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái phân loại theo đặc tính của nhịp dây chuyền này, nó sẽ đi theo chúng ta trong suốt cả cái chương này, khi các em phải luôn luôn nhớ được tên và định nghĩa của nó. Thế nào là dây chuyền nhịp nhàng, thế nào là nhịp bội và thế nào là không nhịp nhàng. Rồi. Phân loại theo đặc tính của nhịp dây chuyền thì chúng ta có dây chuyền nhịp nhàng. Thế nào được gọi là dây chuyền nhịp nhàng? Ở đây tôi mới nêu cho các em về định nghĩa thôi nhá. Còn tính quy luật của nó chúng ta sẽ học từ chương sau, từ bài sau. Dây chuyền nhịp nhàng là cái dây chuyền mà có TIC bằng công song với mọi I và C. Có ai có thể dịch ra cho tôi nghĩa là như thế nào không? Định nghĩa là viết dạng công thức ở trên mạng, trên bảng, trên slide. TIG bằng constant và với mọi i và g. Vậy thì em sẽ hiểu cái định nghĩa này như thế nào? Hello. Em sẽ hiểu cái định nghĩa là như thế nào? Chứ là tôi sẽ không. Số ngày hoàn thành của một công việc trên một phân đoạn là luôn bằng nhau bằng số. Ừ. Các em đang nhìn ở dạng slide đúng Cô chiếu xong bài 7 rồi. không? Ở đây, nó nhảy về đây. Từ từ, cô tắt cái này. Máy này nó cũng chậm. Thể nào mà điều khiển được. Nhìn được slide chưa? Rồi. Rồi, dây chuyền nhịp nhàng là TIG bằng công song với mọi I và G, nghĩa là như nào các em? Là cái thời gian thi công một dây chuyền trên một phân đoạn là không thay đổi. Thời gian thi công của các dây chuyền Y đúng không? Nhịp nhịp của dây chuyền đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái từ là nhịp của dây chuyền. Đúng không nào? Nhịp của dây chuyền là không đổi với mọi gì? Với mọi gì? Mọi phân đoạn. Trên mọi phân đoạn và với mọi dây chuyền. Có đúng chưa? Nhịp của dây chuyền là không đổi nhá, nhịp của nó là không đổi. Nhịp của dây chuyền là gì thì đã nói mấy lần rồi. Nhịp của dây chuyền không thay đổi trên mọi phân đoạn và với mọi dây chuyền y, được chưa? Thì người ta sẽ gọi là nhịp. Và nếu như mà những cái ví dụ như dây chuyền chuyên môn hóa, dây chuyền công trình mà có dây chuyền thành phần mà có nhịp mà không đổi trên mọi phân đoạn và với mọi dây chuyền như vậy thì cái đường của nó sẽ như thế nào? Đây, đường của nó sẽ là các đường thẳng song song nhá, đường của nó sẽ là các đường thẳng song song. Tại sao song song? Bởi vì là nhịp của nó không thay đổi mà, nó giống nhau hết trên mọi phân đoạn, được chưa? Giống nhau hết trên mọi phân đoạn và nó tất cả các phân đoạn và tất cả dây chuyền như nhau hết, cho nên dây chuyền nó sẽ song song. Như vậy đây được gọi là dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng. Còn thế nào được gọi là dây chuyền nhịp bội? Dây chuyền nhịp bội là dây chuyền mà TIG không thay đổi trên mọi với mọi phân đoạn, nhưng tuy nhiên không phải với mọi dây chuyền.
Có những dây chuyền mà cái nhịp của nó lại bằng bội số, bằng C lần nhịp của các dây chuyền còn lại, thì nó gọi là nhịp bội. Các em nhìn thấy đây nhá, trên mọi phân đoạn với mỗi từng dây chuyền một giống như nhau hết đúng không ạ? Dây chuyền một nhịp của nó bằng một ngày như nhau hết, dây chuyền hai nhịp của nó bằng một ngày và bằng nhau trên mọi phân đoạn, dây chuyền 4, dây chuyền 5 và 6 cũng tương tự, nhưng riêng dây chuyền 3 này cái nhịp của nó lại bằng 2 ngày. Và nó 2 ngày này cũng đều nhau trên các phân đoạn. Như vậy ở đây cái dây chuyền như thế này nó gọi là dây chuyền nhịp bội, tức là nhịp của dây chuyền không đổi với mọi phân đoạn, với các trên các phân đoạn. Nhưng mà lại với các dây chuyền khác nhau nó có thể phát sinh những cái dây chuyền có nhịp bằng bội số lần của nhịp dây chuyền còn lại, C lần. Cho nên C này có thể là bằng 2, bằng 3 hay gì đó. Được chưa? Thế nhưng mà như vậy chúng ta gọi là dây chuyền nhịp bội. Dây chuyền không nhịp nhàng. Dây chuyền không nhịp nhàng thì tức là nhịp của dây chuyền là thay đổi với mọi y và z, tức là chúng ta không có một quy luật đó cả. Mà các cái nhịp nó thay đổi không có quy luật, và giữa các dây chuyền với nhau nó cũng không có sự giống nhau gì cả. Ví dụ như cái hình bên này, người ta gọi đây là biến đổi đều. Biến đổi đều tức là cái sự thay đổi nó giống giống nhau, tức là các đường nó vẫn song song với nhau, các em nhìn đấy, các đường nó song với nhau, nhưng mà cái nhịp trên các phân đoạn là khác nhau, cho nên nó vẫn gọi là không nhịp nhàng. Nhưng mà tự nhiên nhìn nó khá đều, nó đều đặn thì người ta gọi là biến đổi đều. Nhưng mà như thế này là biến đổi bất thường, tức là nhịp của cái nhịp nó thay đổi không có quy luật gì cả, thay đổi không có quy luật trên các phân đoạn và giữa các dây chuyền với nhau cũng chẳng có quy luật gì cả, thế thì nó gọi là biến đổi bất thường. Được chưa? Đó, tiếp tục một chút. Rồi. Như vậy tôi vừa mới giới thiệu với các bạn về các cái dây chuyền như thế nào là nhịp nhàng, thế nào là không nhịp nhàng và thế nào là nhịp bội. Không nhịp nhàng tức là nhịp của nó thay đổi bất thường, thay đổi không có quy luật gì cả. Được chưa? Không quy luật gì cả với mọi y và gì. Thế thì theo các em trên thực tế, đối với các cái tiến độ mà trên thực tế thì theo các em nó sẽ xảy ra trường hợp nào là chính? Là không nhịp nhàng. Về cơ bản nó là không nhịp nhàng. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng phải chú ý một vấn đề như thế này. Đã là phương pháp dây chuyền thì người ta sẽ hướng tới, như chúng tôi đã nói ngay từ đầu rồi, nó hướng tới những công trình với dự kiến trúc, kết cấu và cái sự lặp lại về mặt công nghệ rất là lớn. Ví dụ như những nhà nhiều tầng với kiến trúc hầu như không thay đổi, để các khách sạn hay là các đường, thi công cầu vân vân, tức là nó chia ra thành nhiều phân đoạn với các cái phân đoạn mà nó
không thay đổi quá nhiều về mặt kiến trúc kết cấu, về mặt khối lượng, về mặt công nghệ thì nó áp dụng phù hợp nhất với cái phương pháp dây chuyền, đúng không ạ? Từ đầu chúng ta đã nói như vậy. Và chính vì vậy cho nên vì khi áp dụng với những công trình như vậy cho nên cái tính nhịp nhàng của dây chuyền nó sẽ được đảm bảo tốt hơn. Còn nếu như chúng ta áp dụng cái phương pháp này vào những cái công trình mà nó có những sự thay đổi về kiến trúc, ví dụ các công trình dân dụng của chúng ta bây giờ nhà cũng tương đối là vuông, đúng không ạ? Tương đối với cái tương đối là vuông, với cái kiến trúc nó thay đổi nhiều thì chúng ta áp dụng phương pháp dây chuyền mà chia phân đoạn thì nó không thực sự là hợp lý. Mà đấy, nếu có chia đơn giản nó chỉ là chia phân khu đấy, ví dụ chia là một đến chia làm hai đến ba phân khu để làm việc chẳng hạn, thì lúc đó cái phương pháp dây chuyền trường hợp đấy thì thông thường cái nhịp của nó sẽ thường sẽ là dây chuyền không nhịp nhàng. Còn muốn nhịp nhàng được thì thông thường nó áp dụng với những công trình mà có sự không thay đổi gì về kiến trúc kết cấu nhiều, đúng chưa? Thi công đường chẳng hạn thì rất là nhịp nhàng chẳng hạn như vậy đó. Thế thì như vậy chúng ta cũng chú ý một số vấn đề như vậy nhé. Về cái tính chất của nhịp dây chuyền thì chúng ta có ba cái dây chuyền như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bài tiếp theo. Bắt đầu chúng ta sẽ có bài tập, sẽ bắt đầu học về quy luật của các dây chuyền đơn, dây chuyền nhịp nhàng, dây chuyền nhịp bội, được chưa? Dây chuyền chuyên môn hóa, vân vân. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi học quy luật và chúng ta sẽ có các cái dạng bài tập cho nó. Thế thì cái bài đầu tiên của chúng ta sẽ quy luật của dây chuyền đơn. Có ai nhắc lại cho tôi biết dây chuyền đơn là dây chuyền gì không? Dây chuyền đơn là dây chuyền gì nhỉ? Mình trước đã nói rồi, vừa học bài trước xong. Là dây chuyền bộ phận. Là một tên gọi khác của các dây chuyền bộ phận. Dây chuyền bộ phận với dây chuyền đơn hay là dây chuyền đơn thì nó có đặc điểm gì? Nó định nghĩa của nó như thế nào? Học kiểu chả nhớ gì này, cái gì cô cũng dạy rất là kỹ và cô nói rất là từ từ và cô nói mà cũng chả ai chịu hiểu gì cả. Nào, tôi sẽ gọi xem thử cái khả năng tiếp thu bài thế nào. Bạn số 47 lớp XD9 ở Hà Quang gì nào? Em nghe được tôi nói không? Số 47, bạn Hà Quang gì? Tôi phải đi cái sách này, được cái sách trước nhiều lần. Không nghe được cô nói à? Ô, đang ngồi trước màn hình mà. Là con Trung. Không có mic à? Tôi yêu cầu các em chuẩn bị mic và webcam cẩn thận nhé. Các em đang học online suốt ngày và học liên tục tìm ngày nào các em cũng học môn nào đó. Tại sao bây giờ cứ hỏng mic với hỏng web cái gì? Cái lý do đấy tôi không chấp nhận nhé. Nhá, đi sửa mic, sửa web đi nhá. Bạn nào mà hỏng web, cái hỏng web tôi sẽ không chấp nhận đâu. Tôi không chấp nhận được lý do của web thì không bật webcam, tôi cho rằng đấy là nghỉ học. Rồi, tôi sẽ gọi bạn khác vậy. Lê Bá Tùng nào. Em nói cho cô biết cái dây chuyền đơn là chuyển như nào nào. Cô là dây chuyền đơn. Không thể nhớ gì. Tại sao người ta gọi là lớp dây chuyền đơn? Không biết. Không biết. Bạn số 42 lớp X9 à? Đoàn Đức Thịnh à?
Có gọi như thực hiện. Em nói cho cô biết thế nào là dây chuyền đơn. Ok, thôi không biết, không hỏi nữa. Dây chuyền đơn là một dây chuyền mà nó là một dây chuyền đơn vị nhỏ nhất trong các cái dây chuyền trong cái sơ đồ tiến độ. Nó là dây chuyền thành phần và nó là đại diện cho một công việc cụ thể nào đấy. Sản phẩm của nó sẽ là sản phẩm của một công việc. Được chưa nào? Ví dụ như là dây chuyền thi công ván khuôn, thi công cốt thép chẳng hạn như vậy. Thì một dây chuyền thành phần này nó sẽ là đại diện cho một công việc cụ thể nào đó trong cái tiến độ. Cái này cũng đã nói lần trước. Nói chung thì tôi sẽ thì thoảng tôi sẽ gọi, nói chung tôi sẽ đánh giá cái điểm quá trình của các em rất nhiều qua cái câu trả lời của các em trong quá trình học này. Cái điểm danh đối với tôi sẽ không có nhiều ý nghĩa, bởi vì là online thì gần như bạn nào cũng điểm danh, và tất nhiên là không bật webcam, không bật nick như thế nào đấy tôi cũng đánh giá. Và nếu như cái quá trình mà tôi gọi hỏi không trả lời được thì tôi cũng sẽ đánh giá vào điểm quá trình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái quy luật của dây chuyền đơn nó như thế nào. Dây chuyền nhịp nhàng. Bây giờ chúng ta sẽ quy sự bây giờ trong cái quy dây chuyền đơn nó sẽ có hai loại dây chuyền đơn là dây chuyền nhịp nhàng và dây chuyền không nhịp nhàng. Dây chuyền nhịp nhàng là dây chuyền như thế nào? Chúng ta vừa mới học rồi, dây chuyền nhịp nhàng là dây chuyền mà nhịp của nó là bằng nhau trên mọi phân đoạn với mọi y và z, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây vì là dây chuyền đơn thì nó chỉ có một dây chuyền thôi, cho nên ở đây nó sẽ là gì, tiz bằng công xăng với mọi gì, với mọi z. Tức là các em nhìn ví dụ đây, chúng ta có một dây chuyền đơn đây, một dây chuyền thành phần đây, thế thì nhịp của nó là gì? Không thay đổi. Tất cả các phân đoạn nhịp của nó là không thay đổi, tiz này là không thay đổi. Thật ra ở đây á thì cũng chả cần cái chữ y. Tại sao? Bởi vì đây chỉ có là một dây chuyền đơn thôi. Nhưng mà chúng ta có thể nếu như đặt trong bối cảnh là một dây chuyền có một chuyên văn hóa có nhiều dây chuyền đơn chẳng hạn, thế thì ở đây chúng ta giả sử đây là một cái dây chuyền đơn thứ y nào đó với cái nhịp nhiều nhịp trên các phân đoạn, đúng không? Thế thì nếu như người ta gọi dây chuyền đơn này là nhịp nhàng khi mà t của cái dây chuyền y này trên mọi phân đoạn là giống nhau và bằng công xăng. Thế thì người ta sẽ như lần trước đã nói về, khi nói về thông số các dây chuyền thì chúng ta có nói đến một cái thông số là Moudon chu kỳ, ký hiệu là K nhỏ. Lần trước tôi đã nói cái Moudon chu kỳ này nó là đại diện cho cái sự lặp đi lặp lại của cái tính nhịp của dây chuyền, của sự đều đặn về mặt thời gian. Nó đại diện cho cái vấn đề đó. Cho nên với cái dây chuyền nhịp nhàng thế này thì cái nhịp của dây chuyền nó sẽ bằng chính Moudon chu kỳ K luôn. K sẽ lấy bằng nhịp luôn. Bởi vì cái K, tại sao ta phải đưa ra cái thông số K này là đơn giản, để ta lập công thức ấy mà, để tính toán. Ví dụ như vậy thì cái thời gian thi công, tổng thời gian thi công của cái dây chuyền Y này sẽ bằng M nhân cái K. Tại sao là M nhân K thì tôi cũng chẳng giải thích, vì các em nhìn trên hình được các em biết, đúng không? Học sinh cấp 3 đã nhìn ra cũng ra được cái chỗ này, đúng không? TI bằng M nhân với K. Và tất nhiên cho nên tôi vừa mới nói người ta không biết là M nhân với TI gì, bởi vì người ta thường sẽ lấy K để tính toán thời gian thi công. Mục tiêu của cái việc đưa ra cái Moudon chu kỳ thực ra là như vậy, để đại diện cho sự lặp lại của nhịp của dây chuyền, thể hiện cái tính lặp lại của nhịp dây chuyền và sử dụng để tính toán các thời gian, tổng thời gian thi công. Thế thì tổng thời gian thi công của một cái dây chuyền đơn nhịp nhàng như thế này nó sẽ bằng TI bằng M nhân với K. Chưa? Thế tại sao K lại bằng Q chia cho N? Tại sao lại bằng Q chia cho N? Cả lớp có biết không? Có thấy nó quen không? Tại sao K lại bằng Q chia cho N? Tại vì khối lượng công việc chia ra số K ngày. Q không phải là khối lượng công việc. N cũng không phải là số K trên một ngày. Công thức này đã gặp khoảng tầm 4-5 lần. Vừa mới nói lại hôm học các bước lập tiến độ dây chuyền, và cũng đã học ở chương 2
trong các bước lập tiến độ và trong các bài thông số nữa. Trong các cái bài thông số về dây chuyền cũng đã nghiên tính thời gian tắt mic như nào. Thông số về thời gian cũng đã nhà cờ công thức này cũng đã lặp đi lặp lại rất là nhiều rồi. Quy là khối lượng lao động trên một phân đoạn. Khối lượng lao động trên một phân đoạn. Đơn vị là gì? Số công nhân ạ. Trên một phân đoạn. Số công nhân á? Quy đây là khối lượng lao động là số công nhân á? Đâu, quy là khối lượng lao động. Đơn vị nó là gì ấy? Ngày công ạ. Ngày công, giờ công. Rồi, công hoặc là ngày công, giờ công thì đó, thế N là gì? N là số công nhân biên chế của tổ đội. Rồi, số công nhân biên chế. Ở đây con nó thiếu một chữ số gì em biết không? Theo công thức là vẫn nhìn từ đầu đến giờ nó thiếu số gì nhỉ? Thiếu số ca làm việc. Rồi, thiếu số ca làm việc. A là một mẫu số ấy, đúng không? Ở đây em có thể viết A vào đây cũng được. Ở đây nếu viết như thế này thì A bằng 1. Còn nếu như mà có A, ví dụ như là bằng 2, nhiều ca, 2 ca làm việc thì phải thêm A vào đây. Được. Tóm lại, cái công thức này là công thức để tính TEG, đúng chưa nào? Và ở đây K lại bằng TEG cho nên ta thay vào như này. Như vậy là TI sẽ bằng M nhân với cả K. Thì tổng thời gian thi công của cái công việc Y này nó không có chữ G ở đây nữa, bởi vì đây là tổng thời gian thi công của cái chuyện Y rồi, không còn G vào đây nữa rồi. Bằng M nhân với K và bằng công thức như này. Rồi. Rồi. Thế thì tại sao lại viết ở dưới như thế này? Chúng ta đã biết rằng là đối với phương pháp dây chuyền ấy thì số công nhân trong một tổ đội, tôi đã nói ngay từ đầu đó là họ người ta giữ về mặt lý thuyết, người ta giữ chất ổn định, đúng không ạ? Để đảm bảo cho năng suất dây chuyền ổn định thì số công nhân trong một tổ đội là ổn định, Ni bằng constant. Thế thì để cho TEG để bằng constant này thì lúc đó người ta sẽ nói rằng QEG phải bằng constant, có đúng không cả lớp? Đúng không? TEG thì bằng Q cho N, mà N đã bằng constant rồi thì muốn TEG bằng constant thì Q cũng phải bằng constant nốt. Điều đấy có nghĩa là gì? Khối lượng lao động trên các phân đoạn là bằng nhau. Thật ra các em hiểu Q nó về gì ạ? Khối lượng lao động người ta sẽ quy về khối lượng công việc, có đúng không cả lớp? Từ khối lượng công việc tra định mức thì ra được khối lượng lao động. Thế thì QEG bằng constant, thực ra chỗ này thì nên viết rằng là gì? V bằng constant thì chuẩn hơn. VEG, V tức là khối lượng công việc đấy. Khối lượng công việc là không đổi trên các phân đoạn, đúng không nào? Điều đấy có nghĩa là gì? Khi người ta chia phân đoạn, nếu như người ta chia được làm sao cho đều tăm tắp, khối lượng công việc trên các phân đoạn là giống hết nhau, với những số người như nhau cùng làm việc, thì lúc đó nhịp của dây chuyền là bằng constant. Ý nghĩa là như vậy. Nhưng mà trên thực tế không bao giờ chúng ta chia ra các phân đoạn mà khối lượng công việc cũng nặng đều bằng nhau y constant được. Cái đấy là chắc chắn không bao giờ xảy ra. Cho nên chúng ta mới có một con số là gì? Khi mà delta V ấy, tức là khối lượng công việc chênh lệch nhỏ hơn 25% hoặc là 20% thì chúng ta coi như nó là không đổi. Các em có nhớ khi mà làm phân đoạn và phân đoán trên câu 1, các em cứ hay nói là khối lượng chênh lệch khối lượng công việc trên các phân đoạn nhỏ hơn 20% không? Đấy là lý do là tại sao mà người ta muốn giữ cho dây chuyền nhịp nhàng, nhịp không đổi, thì người ta quy định rằng là khối lượng công việc trên các phân đoạn chênh lệch nhau không quá 20% thì tôi coi như nhịp của dây chuyền đó là không đổi. Thế các em thử giải thích cho tôi xem tại sao lại nó chênh lệch nhau 20% thì người ta vẫn coi như là nhịp nó là không đổi. Lý do? Hôm qua là được phép vượt quá giờ quá 2 giờ trong một một gì? Ngày, một ca. Đáng tiếc. Được. Lấy ở đâu ra cái con số 2 giờ đó? Theo cái tiêu chuẩn gì đấy không nhớ lắm. Ba người ý kiến gì khác không? Trên thực tế khi công nhân làm thêm giờ thì nó sẽ có hai trạng thái, hoặc là tính tiền làm thêm giờ hoặc là trả thêm cho một ca làm việc, đúng không ạ? Nếu như cái sự chênh lệch cái số giờ vượt quá nó không nhiều thì người ta cũng coi như vẫn đang làm việc một ca. Nếu như chênh lệch quá lên một chút thì gọi là làm thêm giờ, còn nếu mà chênh lệch hẳn một ca thì gọi là làm thêm ca, đúng không ạ? Người ta khuyên nói rằng là nếu như mà khối lượng công việc của chênh lệch nhau không quá 20%, tức là cái khối lượng đó, cái sự thay đổi nó không lớn,
Thế thì ngày hôm nay người ta có thể phải làm, chỉ cần làm độ hơn 7 tiếng là người ta có thể xong được rồi. Ngày hôm sau người ta có thể phải làm 8 tiếng rưỡi đến 9 tiếng người ta mới xong được cái khối lượng của cái phân đoạn hôm sau. Thì tức là cái sự thay đổi đấy nó không quá lớn. Thì người ta vẫn coi rằng cái nhịp, tức là cái thời gian thi công của cái phân đoạn đấy vẫn là 1 ca thôi. Được chưa? Hôm nào khối lượng ít thì người ta làm nhanh, khối lượng nhiều hơn một chút thì người ta làm lâu hơn một chút hoặc phải làm nhanh hơn một chút chẳng hạn như vậy. Cho nên là bởi vì là khối lượng công việc thì không thể nào lúc nào bằng công xong được, nó sẽ có sức chênh lệch. Nhưng mà cái độ chênh lệch kiểu bé thì người ta vẫn coi như là nhịp nhàng. Như vậy điều kiện để dây chuyền nhịp nhàng được là khối lượng công việc trên các phân đoạn hoặc là không đổi hoặc là chênh lệch nhau không quá 25%. Ở đây các em quy về khối lượng công việc V cho tôi luôn chứ không cần viết quy nữa, bởi vì từ V sẽ ra được quy có đúng không cả lớp? Và ra được quy thì chia cho số công số người không đổi thì lúc đó T sẽ không đổi, TEC sẽ không đổi. Đó. Thì thực ra slide cũng có nhiều những cái mà trong quá trình dạy tôi cũng có những cái phải thay đổi, nhưng mà tôi chưa có thời gian để tôi ngồi tôi viết lại. Cho nên quá trình tôi nói một cái gì thì các em tự động ghi chú lại, viết phân tích và ghi chú vào. Được chưa? Rồi, đấy được gọi là dây chuyền đơn nhịp nhàng. Tức là đây chỉ có một dây chuyền thôi. Và nó là đại diện cho một cái công việc nào đó. Được chưa? Và nó là nhịp nhàng khi mà cái khối lượng công việc trên các phân đoạn là nó là gần như là không đổi hoặc là không đổi nhỏ hoặc là thay đổi nhỏ hơn 50%, thì cái nhịp của nó là không đổi. Thế thì từ dây chuyền không nhịp nhàng thì tất nhiên sẽ phải có dây chuyền nhịp nhàng sẽ có dây chuyền không nhịp nhàng. Không nhịp nhàng tức là như chúng ta vừa mới học rồi, không nhịp nhàng tức là TEC khác không xăng, nghĩa là nhịp trên các phân đoạn nó là thay đổi linh tinh cả lên, không có quy luật gì cả, gọi là không nhịp nhàng. Muốn tính được như vậy là muốn tính tổng thời gian thi công của cái dây chuyền đơn này thì chúng ta đơn giản là cộng dồn thôi, đúng không ạ? TI1 cộng TI2 cộng TIG, đúng không ạ? Đến TIM tổng của cái này, được chưa? Công thức thì lại lắp quy lắp n vào thôi, không có gì cả. Thế thì tại sao lại xảy ra vấn đề không nhịp nhàng? Thì tất nhiên là nó ngược lại với nhịp nhàng, tức là khi mà delta V nó lớn hơn 20%, sự độ chênh lệch khối lượng lao động, khối lượng công việc là lớn, thì lúc đó cái nhịp nó đã phải thay đổi. Có thể hôm nay nó phải 1 ca, hôm sau phải tính là 1 ca rưỡi hoặc là 2 ca chẳng hạn, hay có hôm lại lên đến 3 ca chẳng hạn. Khối lượng chênh lệch quá lớn, nó có sự thay đổi, cho nên dẫn đến một cái dây chuyền mà không nhịp nhàng đó. Thế thì đấy là cái định nghĩa và quy luật. Tại sao lại gọi là quy luật thì tôi cũng giải thích luôn. Về từ bài này trở đi các em có thể nghe đến quy luật dây chuyền này, quy luật dây chuyền kia. Quy luật là nó muốn nói đến cái mối quan hệ giữa các thông số của dây chuyền. Đây gọi là quy luật. Mối quan hệ giữa các thông số, mà các thông số là thông số gì thì chúng ta đã học ở bài trước thông số dây chuyền rồi, tôi không nhắc lại nữa. Ở đây khi nói đến quy luật là đang nói đến mối quan hệ giữa các thông số của dây chuyền. Để tìm hiểu về mặt mối quan hệ rằng các thông số như thế nào liên quan đến nhau như thế nào thì được gọi là nhịp nhàng, không nhịp nhàng, vân vân, thì chúng ta đang học cái quy luật đấy, được chưa? Thế tôi vừa mới giải thích cho các bạn về dây chuyền nhịp nhàng, dây chuyền không nhịp nhàng của một cái dây chuyền đơn hay dây chuyền thành phần nào đó thì như thế nào. Cái công thức T bằng M nhân K, phải nhớ tổng thời gian thi công của một dây chuyền nhịp nhàng bằng M nhân với K này, phải nhớ vì sao nó còn áp dụng các bài tập tinh nữa, được chưa? Dây chuyền không nhịp nhàng thì tính tổng thời gian thôi, tính tổng các TEC, tổng các nhịp thôi. Rồi vậy bài này nó chỉ được ngắn như vậy thôi, nhưng mà nó là cơ sở nhé, cơ sở để học quy luật các bài sau nhé, các dây chuyền sau nhé. Xong bài 8, bây giờ chúng ta sẽ học đến quy luật của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng. Sao đến đây lại lên đến dây chuyền chuyên môn hóa rồi? Quay chúng ta nhìn giải lao một tí nhỉ. 10 giờ 15, 10 giờ 12 rồi. Mấy giờ là người nghỉ giải lao chả nhớ. Nghỉ đến 10 phút thôi cô ạ. Chúng ta nghỉ giải lao một lúc nha, ok. Vâng. Wow.